Wow, đẹp quá. Làm tấm hình này. Rồi, rất là vui khi hôm nay Quốc lại tiếp tục có mặt ở thành phố Tuy Hòa để quay lại những cái địa điểm theo yêu cầu của anh chị ở xa quê từ lâu. Thì theo cái nguyện vọng, cái nhu cầu của cái yêu cầu của anh Johnny Nguyễn, thì có yêu cầu Quốc quay ngay chỗ khu vực cầu Đà Rằng. Thì hôm nay quay cái chỗ khu vực cầu Đà Rằng này á, nếu mà để truyền tải được hết cái vẻ đẹp của nó đến anh chị thì quay ban đêm. Thì bây giờ ban đêm Quốc đã có mặt tại cầu Đà Rằng và bây giờ sẽ quay cầu Đà Rằng một đoạn, và chủ yếu là Quốc muốn gửi đến anh chị một cái điểm nhấn của thành phố Tuy Hòa, đó là nút giao thông mới được xây dựng xong và cầu vượt kết nối giữa Phú Lâm và bên Phú Đông, và kết nối giữa trung tâm Tuy Hòa cũ đi vào thẳng vào Nam luôn, đi vô tới Đèo Cả luôn đó. Thì trước mặt á, anh chị có thể thấy không, cái ánh đèn lấp lánh kia là cái khu vực cầu vượt đó, vừa xong luôn nha anh chị. Cầu này hiện tại phải gọi là điểm nhấn của khu vực Nguyễn Văn Linh, khu vực mà đầu não để đi vào trung tâm thành phố, đó là cây cầu này, cầu Đà Rằng. Nay ở đây dựng cái cổ xe nhẹ thôi để cho ba chạy xe cho nó dễ. Hiện tại là Quốc đang chạy trên cây cầu Đà Rằng mới. Cây cầu cũ á, thì nó theo năm tháng thì nó cũng đã xuống cấp rất là nhiều rồi, cho nên hiện tại nó đã được đang bảo dưỡng đó. Thì bên cái cầu cũ hiện tại xe không còn lưu thông nữa. Bây giờ thì đó, hiện tại là lưu thông trên tuyến cầu mới nha anh chị. Anh chị đi lâu năm thì cũng có thể không biết được vấn đề này. Ở cái nhịp số 5, số 6 của cầu Đà Rằng thì nó đã xuống cấp và nó đã bị sập lún, cho nên là các phương tiện không qua lại nữa. Rồi, sắp tới cái cầu giao thông, cái nút cầu vượt rồi. Cái cầu này đặc biệt một cái là nó thay đổi màu liên tục. Đó, anh chị có thể thấy màu sắc nó biến hóa liên tục. Chờ bé đang quay clip nè. Đường Nguyễn Văn Linh, quẹo phải thì là đường Nguyễn Văn Linh, đi thẳng là thành phố Tuy Hòa. Đây, để làm sao Quốc quay cho mọi người xem cho nó tiện ta. Ở đây thì nhìn hơi xa rồi, vâng, để Quốc ngừng lại cái chỗ này. Hướng này là hướng đi về Phú Lâm này, đi lên các tỉnh Tây Nguyên đó. Đó, màu sắc rất là rực rỡ. Thì cái hướng này nè anh chị, cái hướng này là đi về các tỉnh Tây Nguyên nè. Đó, đi về Phú Lâm rồi đi về các tỉnh Tây Nguyên như là Đắk Lắk, Gia Lai. Còn cái hướng này là đi thẳng vô Đèo Cả nè. Hướng này là tuyến quốc lộ 1 đi thẳng vô Đèo Cả luôn. Còn chúng ta rẽ vào phía bên này là đi về phía Phú Đông, khu dự án Phú Đông. Còn đi ngược lại đây á, là đi vô trung tâm thành phố Tuy Hòa, cầu Đà Rằng. Đó, bây giờ là bác sĩ đi lên cầu để quay cái kiến trúc của cái cầu cho anh chị xem nha. Thì ở đây Quốc giới thiệu tổng thể với anh chị luôn, là cái cầu này được thiết kế theo cái hình dạng của cái ngọn hải đăng, một cái biểu tượng của mảnh đất Phú Yên mình. Đó, cầu căng dây, nhưng mà cái trục để mà mình quăng dây á, là nó là cây mũi điện thu nhỏ. Đó, bây giờ bác sẽ chạy lên cho anh chị xem. Nếu mà anh chị có thể về quê hay là đi du lịch thì anh chị có thể tới khu vực này để check in cái địa điểm này nha. Rất là đẹp đó, không đẹp lung linh luôn anh chị, không đứng ngay góc đây đẹp quá, đứng ngay góc đây đẹp quá, đứng đây
Quốc sẽ đứng đây quay cho anh chị xem một xíu nữa, góc đi nhìn có thể thấy toàn cảnh cái cầu mà nó biến màu này đó, quá đẹp luôn anh chị. Quốc sẽ ngừng ở đây tầm 10 giây đó, từ màu đỏ nó biến thành màu xanh luôn rồi. Đẹp không con? Đẹp không? Đẹp không nè, cái cầu đẹp không? Rồi để em từ màu xanh, rồi màu xanh da trời biến thành màu xanh lá cây. Rồi màu xanh lá cây biến thành màu đỏ rồi anh chị. Quá tuyệt vời. Rồi từ màu, rồi giờ biến thành lại màu tím rồi, màu hồng rồi. Xanh lá cây. Hồi nãy có một lúc nó nhiều màu lên cùng một lúc á. Rồi màu vàng. Rồi bây giờ chị lên cầu nè, mình Quốc sẽ quay lại cái kiến trúc của cái cầu cho anh chị xem. Đó, màu nhiều màu lên cùng một lúc rồi đó. Anh bật con. Khu đô thị 900m. Để làm mấy cỏ xe ra để bay được cua xe. Rồi chúng ta lên cầu nha. Chúng ta lên cầu nha anh chị. Đó. Ô, lên trúng lúc mà cái cầu giống hình con gà luôn nè, màu sắc sặc sỡ luôn. Quốc có dự định là xuống đây quay MV ca nhạc á anh chị. Anh chị nhớ đăng ký kênh để ủng hộ theo dõi, sắp tới Quốc ra một vài sản phẩm âm nhạc cho tính ti Quốc viết nha. Rồi, con quên lên tới đỉnh của cái cầu rồi nè, đến cái trục mà nó quăng dây á, biểu tượng là đó, ngọn hải đăng luôn, đúng không? Đẹp không anh chị? Quá tuyệt vời đúng không? Rồi, đứng đây, mình có thể thấy này đó, wow, nó biến màu liên tục luôn kìa. Đây là đây là cái trục chính là chúng ta đi. Đi Sài Gòn, Nha Trang các kiểu này. Đi vào cảng Vùng Rô hả? Người ta chơi không? Không. Wow. Đó. Cái trụ này thì nó cao chắc tầm 10 12 mét á. Quá đẹp. Wow, đẹp quá em. Hả? Cầu. Đây là các cặp tình nhân lên đi ngồi. Wow, đẹp quá. Làm tấm hình này. Quá đẹp. Biến màu liên tục luôn. Cầu này hiện tại thì lượng xe lưu thông cũng còn rất là ít nên là bà con nông dân, bà con nhà dân ở đây thì lên đây ngồi không mát nè. Cầu này thì thiết kế là mỗi bên là 5 cái dây quanh, hai bên là 10 dây, 5 dây cáp và 10 dây cáp. Bên kia là các cái đèn. Đây là vừa là cái thành cầu mà vừa là cái ngọn hải đăng cho ngoài biển nhìn thấy luôn. Quá đẹp. Rồi, clip cũng rất là dài rồi. Cái địa điểm này cũng đơn giản thôi. Thì xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn mọi người ở những clip khác về Phú Yên. Rồi, chào tạm biệt mọi người. Na chào tạm biệt mọi người con. Chào mọi người.
Rồi, chào mọi người. Bye bye, đủ 10 phút trong box xe tác nha.